Về thiết kế, XT200 có trọng lượng chỉ 370g. Nhằm hướng tới những khách hàng mới sử dụng máy ảnh và các vlogger, nên sản phẩm đã được trang bị màn hình LCD cảm ứng khổ rộng, xoay lật linh hoạt. Cổng USB và đầu cắm mini giúp kết nối micro và tai nghe, cho phép ghi âm thanh chất lượng cao. Ngoài ra, chống rung điện tử và video HDR là hai chế độ mới nổi bật của Fujifilm XT200. Kết hợp với hệ thống AF sẽ giúp tạo ra những thước phim 4K đẹp và mượt mà hơn. Bên cạnh đó, với những khán giả yêu thích màu ảnh phim thì XT200 chính là sự lựa chọn phù hợp nhờ 11 chế độ giả lập phim kỹ thuật số độc quyền. Fujifilm XT200 được ra mắt gồm 3 màu: bạc, xám bạc và vàng champagne với mức giá 15.990.000 đồng và 18.990.000 đồng. Chúng ta không còn phải chỉnh thông số và những cái dòng xoay, điều đó vốn nó sẽ gây khó khăn cho những cái người dùng mới bắt đầu, không có chuyên. Thì bây giờ nó sẽ theo cái concept là Smart Mirrorless, thì nó sẽ biến mọi thứ giống như cái smartphone rồi. Bạn có thể lướt, kéo, zoom to, thu nhỏ, và các bạn có thể dùng cái touch của mình luôn để gạt qua gạt lại để xem các thông số của nó. Trong thời gian này, Fujifilm cũng giới thiệu thêm ống kính Fujinon XC35mm f/2 với mức giá thấp hơn dành cho người dùng mới bắt đầu. Sản phẩm có trọng lượng siêu nhẹ, chỉ 130g và dài 46,5mm. Đây là ống kính thuộc dòng XC, dòng ống kính giá rẻ, với mức giá chỉ 4.490.000 đồng, nhưng vẫn mang đến chất lượng ảnh sắc nét.